dồn và dồn từ phần vô nha cô chú anh chị. Cá cứ dồn từ phần vô bắt nha. Cái còn bắt một lần một cái vô cá nó ngọt. Ngọt lắm. Ngọt cá nó dày á, bắt với lại nhiều quá vô nó dữ, dữ lắm, dữ chạy chùa cá hết rồi. Bởi mấy anh em cứ dồn vô từ phần vậy đó bắt. Thế tại sao em quay em cứ ngắt khúc đó, cô chú anh chị? Em làm ra từ phần hả? Tại sợ thời gian nó dài quá. Tại vì bắt một cái mẻ cá là đâu phải là trong 50 phút là xong đâu. Tiếng mấy hay tiếng đồng hồ mới xong. Ép vô nó sát quá, nó nhảy ghê quá chú chị. Bay lên, kinh khủng luôn. Đây là có ba tay lựa cá là chuyên nha cô chú anh chị, chuyên nghiệp nha. Một tay trên bờ rồi hai tay dưới đây là tập trước em có quay cho cô chú anh chị xem rồi đó. Anh Sơn với lại anh Thiều ở dưới lựa cá. Còn mấy anh kia thì lên trên thì bưng bê lung tung. Sau này có phi to không nha cô chú chị? Bữa trước thả ra nhiều, giờ bắt vô cũng nhiều. Cái chim bữa trước bắt hết nha cô chú chị, ít cái chim có phi nhiều, phi với lại cá trôi. Đây trôi to nha cô chú chị, ao này trôi to lắm. Trôi có phi, nói chung ao này cá to nhiều. Cá to là chủ yếu là có phi với lại cái thôi. Có phi với cái trôi là thấy cá to, to hơn mấy ao trước. Nhưng mà chỉ có cá chim cũng to. Cá cha thì vừa thôi cô chú chị, không có to, không có cá cũng mấy. Lâu có con cũng mấy ký, một chút ký cũng có. Ôi trời rồi xong mày. Lên mặt rồi. Trời cái sắc lát khủng. Úi trời ơi. Đã thế. Rồi phóng xa ra tí em coi. Rồi. Đẹp chưa? Rồi. Con này đấy. Có nhiều tiền á. Không rồi. Đó, bắt tôi nhưng mà tao bắt quẩn đấy. Đảm bảo là bắt đến năm lại tiếp tục con cái nữa nha cô chú chị. Cái rổ này em nhặt lại cái rổ đấy. Chắc anh đây. Cái sức lát to khủng luôn. Không lấy có 2-3 con nữa không? Thả ra gì? Thả ra quan sao hết. Cá chi tượng với lại cái thất lát thả ra nha cô chú chị. Mấy cá đó có chứ, người ta nuôi để to.
người ta không có bán cái đó nha. đưa lên căng luôn, đấy căng căng luôn. Mấy do nó có thì em bảo có. Đây. 4 lần 8. 4 lần 8. Rồi con này đúng không? Đây. Mày thì nói làm gì? Mày người vẫn còn đây, vẫn còn đéo làm. Mà mày phân bằng cái con to. Tao thấy con này nào? Dũng. Con này khó lên 5 lần lắm. Căn cái to đấy, căn sao đúng? Căn to này đúng rồi. Chưa lần nặng luôn, nhưng mà tới kêu còn lấy mày không cần lặn nặng rồi. Người muốn lên nào ạ? Nói chung là ao này cá còn nhiều nha cô chú chị. Kéo lần thứ hai nha cô chú chị. Lần thứ hai bởi vì mà cá vẫn còn nhiều. Tại vì chủ ao này lớn ấy. Lớn lắm. Cấp xuống tay anh ông ơi. Quá trời. Giờ đang đùa vô nha cô chú chị. Đùa từ vô. Ông chủ bảo là thả đi thả. Gì đắt luôn nha cô chú chị. Nhiều lắm. Ở trên bờ 5-6 xe. Bữa trước cũng 6 xe, bữa nay 5 xe nha cô chú chị. Xe nhiều. Tại ao này phải kéo một mẻ về mấy tấn rồi. Hơi nhiều lắm. Có loại cá mày cứ chổng mông như mày xúc ấy đi mày nhá. Em gái kia là em gái ruột của em gái này, cứ ruột này ra nhá. Đi ngang qua nhà. Mới ngọt có tư chứ. Mày nào này cá phi to. Cá phi ao này đúng cái điều to nha cô chú chị. Quá trời. Ao mà nuôi con 8-9 lạng là tốn ăn biết bao nhiêu này, cái lăng nha cô chú chị. Nghỉ ghê quá, rút máy hết rồi. Ép vô sát là nó nhảy ghê lắm cô chú chị. Em tới gần em quay nghe tiếng cá nó nhảy cho cô chú chị xem á. Thằng ra hay rút máy em hay lao máy lắm. Đó. Trời ơi, phóng ghê lắm nha cô chú chị. Ép vô càng sát. Có mấy có anh hai kêu có mấy loại giống cá mới là lạ. Phi to cũng đủ loại nha cô chú chị. Những cái chỗ này em quay là thế nào nó cũng cá trôi nó bay vô mặt em coi chú chị. Sau này nó có bờ đá khỏe nha cô chú chị, bờ xè nó đỡ, không có cỏ gì ao này, cỏ bờ không có,
có bị đá rồi. Giờ anh chủ ao đây anh kỹ lắm. Nếu con đi làm em đỡ đây nè. Ở nhà ăn chơi. Em mà đắp đây thì ăn ở nhà thôi. Dạ luôn. Xong rồi. Đây em có đuôi vừa mình còn vỡ bột. Đuôi mẹ vừa dọc đi đuôi gió bằng người cái gì. Em ok, đuôi gió bằng người cái gì. Đuôi lỏ bỏ phát. Bỏ phát. Nghe rồi, biết tục. Nghe rồi. Cá sấu táp á. Thì cá sấu táp á. Ngồi yên hai con tươi đấy. Quá xa cá rồi. Phi. Phi to không ạ? Đều. Nuôi được cá phi to lên vậy là tốn ăn biết bao nhiêu nha quý vị. Nuôi con 7-8 lạng, 8-9 lạng là biết tốn. Tốn cái cần biết bao nhiêu. Làm cái gì nó vất vả, nó gian khổ cái đó nha cô chú anh chị. Ăn làm giàu. Chút. Là đấy là vẫn còn may là 47 tuổi. Cái lăng nha cô chú anh chị. Này, cái lăng nè con. Cái lăng đuôi đỏ, cái lăng kêu cái lăng nha, cái lăng gì á. Đó là chủ ao nuôi là không bán là không bán, là có ngày hôm qua. Ngày hôm qua có con cá lăng to lắm. Này mấy cá lăng nhỏ. Cá đây đẹp nè cô chú chị. Cá phi, cá cộ rồi nhìn đẹp. Cá nào nhìn cũng đẹp hết. Đây xe ở trên nhiều cũng nha cô chú chị. Thầy em được phép quay á, em chỉ quay mé 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 thôi nha. Đây em cũng giống quay trên xe người ta nha. Nào em được phép em mới quay nha. Nhiều khi cô chú anh chị nói em nói xạo nói xe đâu nhiều mà không thấy. Tại vì em không được phép quay, em không quay nha. Xe sắp hàng 40 chiếc. Xe tải lớn luôn đó nha. Xe tải mấy tấn, mấy tấn. Nhưng mà ta lấy không đủ mấy tấn. Ta lấy gì nhiều khi tấn hoặc là 5-6 tạ vậy cô chú anh chị. Nhưng mà xe lớn của người ta có thì ta đưa vô thôi. Cá mẹ đỏ lòm luôn rồi. Cá mẹ nó dễ đỏ nha. Cá mẹ đen ngày qua thả ra rồi bắt vô nha cô chú anh chị. Cái đồ phi cũng vậy. Mẹ đen, mẹ trắng. Nó trôi. Con cá chép cá đủ thứ hết. Đủ thứ loại cá nha. Nói cá mẹ châu, mày châu, mày đen cũng là nói nha quý anh chị. Đây là cái nha cô chú chị. Quay qua. Có sừng không? Đây, sừng đây. Cá này cá chi tượng nha cô chú anh chị. Cá chi tượng. Cái tượng thả ra. Lâu mà. Cái tượng to. Chép này kia. Chép luôn nè. Chép cứ đều đều vậy nha cô chú anh chị. Cái chép đỏ, cái chép đen gì nó cũng vậy hết á. Con nó bự bự về, bụng trứng không. Cá này. Lên đây 4 con nặng hả? Bốn con nè. Thật ra nhiều khi nghe kiểu anh Tuấn nói kiểu đấy là bọn lính mình cảm giác lên lính mình kéo ảo nó dẻo này. Có một con chim này luôn. Đuôi đen đi. Đó, một chim thì... Ủa sao này hết rồi này. Nay không có chim rồi, chẳng hay chưa. Rồi, cái này còn cái cũng nghe cô chú chị. À, cá trôi. Mấy cá trôi nó là xong nha cô chú chị. Rồi em cũng xin kết thúc video này cô chú chị ạ.